Chào chào ông bà. Đầu tiên, mến chào quý ông bà, cô bác và anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Các bác thân mến, hôm nay cháu Nông lại lên chỗ nhà cấy các bác ạ. Như thước phim trước thì các bác cũng biết là Nông có nói là hẹn bố mẹ vợ của cấy, bố mẹ của Sùng ấy, sang để lấy tiền để đi trả cho chồng cũ. Thì hôm nay Nông cũng đã hẹn bố mẹ của Sùng ra đây để ông sẽ trao cái số tiền mà vừa rồi có cô Hồng Anh và cô Kim Ngân gửi cho để đi trả vợ cho cái các bác ạ. Nên thì hôm nay lên đây có hẹn bố mẹ vợ cái ra đây để lấy thì cũng đã đến, ông cũng đã đến đây được một lúc lâu lâu rồi thì cũng chưa thấy đến các bác ạ. Thì hôm nay đến thì có mời là thành phần là có bí thư chi bộ của thôn hiện tại mà cái đang sinh sống các bác ạ. Cái thì cũng đã sinh sống ở đây được một năm rồi nhưng mà cũng chưa làm thủ tục nhập khẩu ở cái thôn này. Thế thì hiện tại cái đang sống ở địa bàn thôn này thì ông cũng có mời đại diện của thôn này đến để thứ nhất là làm cái biên bản giao tiền và thứ hai là cùng chứng kiến để để An Ông trao số tiền đến tay của bố mẹ Sùng bác ạ, để tránh về rủi ro sau này về lâu về dài. Nên là An Ông cũng có mời là đại diện thôn là bí thư chi bộ ở thôn này đến để cùng chứng kiến và đồng thời là làm một cái biên bản để giữ, sợ biết đâu sau này đấy thì nếu mà cái mà bỏ Sùng thì cái cũng sẽ, cái nội dung là viết là như vậy, nếu mà cái mà bỏ Sùng thì cái sẽ mất cái số tiền là 19 triệu, nếu mà Sùng mà bỏ cái thì cái sẽ thì Sùng sẽ phải trả lại 19 triệu cho cái về cái phương thức là như vậy, là cái nội dung của biên bản là ghi sẽ ghi như vậy. Đấy. Thì cũng cái thì hiện tại là cũng xin báo cáo các bác là cái dây điện chung đấy, cái dây điện của cái thì là trước đây là cái còn có một mình cái thôi thì cũng đã hợp đồng điện trước lâu rồi nên thì cũng đi kéo điện về, đi kéo điện của cái về thì cái đường điện này là đường điện của đứng tên An Ông đứng ra để hợp đồng cái điện. Thế thì hiện tại là đang chung với hàng xóm nên là về cái chia tiền không đồng đều. Thợ điện thì suốt ngày đến đòi An Ông nên là An Ông cũng đã chi cái số quỹ tiền quỹ của cái trả cho hàng xóm rồi. Nên là hiện tại thì cái kinh phí cũng như cái tiền ăn uống hàng ngày thì cũng đã hết sạch rồi các bác ạ. Đấy, tiền của cái thì cũng đã hết rồi. Vừa rồi có cũng đã bởi vì là trả cái tiền cho hàng xóm là 2 triệu rưỡi. Vì là trước đây là cái đường điện này là chung nhau, là có nghĩa là trước đây là hàng xóm cái kéo về rồi thì hàng xóm dùng nhờ. Đấy, nên là vì cái lằng nhằng vì cái tiền điện nên là An Ông cũng đã trích cái số tiền quỹ của cái đã An Ông đã trích cái tiền quỹ của cái là trước đây còn dư là hơn 6 triệu thì cũng đã vừa rồi mua gạo, mua thóc là 3 triệu 6 rồi. Hôm qua ông lại trích là 2 triệu 500 nghìn nữa và còn âm. Thế thì cháu ông cũng đã xin ý kiến của cô Thủy ở Hà Nội vừa rồi gửi cho 1 triệu để di rời cái chuồng dê xuống dưới. Nhưng mà cũng vì lý do là cái số tiền đang thiếu hụt, không có để trả cho hàng xóm nên là cũng đã xin ý kiến của cô Thủy thì cô Thủy cũng đã đồng ý là chuyển cái 1 triệu đấy để trả cho hàng xóm, để hàng xóm tự mua dây đi kéo điện. Đấy, xin báo cáo các bác là như vậy. Và cái tiền của bà Kiệm trước đây gửi
mua sữa cho bé. Thì ân ông cũng chưa mua bởi vì là hiện tại là cái kinh phí của cái thì đang hụt, đang không còn, nên là cũng chưa mua cái sữa. Với lại sữa đấy thì trước đây vợ của cái cũng đi đi là lại nên là cũng không ổn định, nên là cũng chưa mua sữa. Thì hiện tại thì cũng cái đấy thì hiện tại là còn chỉ còn mỗi cơm ăn, còn ví dụ như mắm muối mì chính thì không có rồi các bác ạ. Đấy thì như Sùng sang đây thì cũng mang theo con nữa, thì đứa con thì cũng còn rất là nhỏ. Thì vừa rồi cô Kim Ngân cô cũng có nói là nếu mà ở ở nếu mà Sùng với lại con của Sùng ở ổn định thì bà sẽ lo phần cơm cho con ăn. Đấy thì cũng mong là các ông bà thì cái thì cũng thật sự là cũng rất là đầy đủ rồi, thì cũng chỉ nói vậy thôi, anh ông không không kêu gọi để giúp nữa, thì tự hai vợ chồng tự đi làm thôi. Đấy thì hôm nay thì đến đây thì để trao tiền. Nào đi nào, bố mẹ vợ của Sùng thì cũng đã sang rồi, bố sang, không thấy mẹ. Anh Bí Thư thì cũng đợi lâu lâu rồi. Xe đi lại đông nữa nhỉ. Tuấn à, chào Bí Thư nhé. Bí Thư đợi hơi lâu một chút rồi. Kẹp cái mic vào nói chuyện tí nhỉ. Đây thì cũng Bí Thư thì cũng bởi vì là vì dân nên là cũng đã đến rất là sớm rồi, đợi rất là lâu. Rất là lâu đây thì bố mẹ vợ của cái mới thấy sang đây. Thì cũng xin báo cáo Bí Thư là về hôm nay anh ông mời lên đây thì là có một chút việc là muốn nhờ Bí Thư đến để thứ nhất là chứng kiến, thứ hai là làm cái biên bản để lưu giữ về việc cái lấy vợ. Vâng. Nên thì cũng xin trao đổi với Bí Thư như vậy là cái thì cũng đã lấy vợ về ở đây mà cái cũng đang sinh sống ở trên địa bàn của thôn này. Đấy, vâng. Để do thôn này quản lý nên là cũng nhờ chỗ Bí Thư lên để cùng chứng kiến cũng như giúp hai vợ chồng để làm một cái biên bản lưu giữ. Vâng. Thì về cái tiền mà hôm nay gọi sang gọi bố mẹ vợ của cái cũng như Sùng sang đây thì là muốn là trao cái số tiền là 19 triệu để cho bố mẹ vợ cái đi trả cho chồng cũ, bởi vì là vợ của cái là cũng đã một đời chồng rồi thì hai vợ chồng sống với nhau không ở với nhau được thì đã giải thoát cho nhau thì hiện tại Sùng vợ của cái đấy thì lại sang đây ở với cái, nên là cũng tránh sợ là cái rủi ro sau này ấy, là về lâu về dài thì cũng muốn là mời đại diện thôn lên đây để cùng chứng kiến để sau này còn lâu còn dài đấy, nếu mà vâng. Ví dụ cái bỏ chẳng hạn hoặc là vợ của cái bỏ đấy, tí với lại tí cái biên bản nội dung cũng sẽ thể hiện như thế để cho mình còn lưu giữ sau này. Vâng ạ. Rồi. Rồi, voilà. Sao đi muộn đấy? Vừa nãy đã gọi lâu rồi mà bây giờ mới đến đây. Hả? Vợ ở đâu? Hả? À, đi hai xe à? Còn đợi tí nữa. Thế bạn kia là ai? Em của mình à? À. Đấy, hôm nay đến là không lo nhá. Hôm nay đến sẽ trả tiền. Là đi về nhà nói chuyện đi. Đêm bảo chị tao. Đâu anh kia đâu? Hay lo mà.
Vâng, thế là kẹp cái mic này nói chuyện một tí. Không biết nói thì cứ nói như nào cũng được. Vợ đi sau à? Vợ về sau. Đi một xe nữa à? Hai xe. Thế hôm nay đi 4 người à? Vâng. Cái lên nước về đi. Đấy, cái bộ ấm chén này cũng đã vỡ hết rồi. Ôi dồi. Không còn cái chén nào luôn. Trời ơi, tờ tà. Chị gì chứ mà. Mì dầu, mì dầu ở cung. Mì dầu ở bó chó hó. Mùi gió to rồi dầu ở nơi sùng. Lấy ghế về ngồi đây. Cháu Đông xin phép được giới thiệu với các cô các bác là cháu Đông có bán các sản phẩm ở cái gian hàng nhỏ bé của Đông. Thì đầu tiên là đây là cái nhâm trần các bác ạ, Đông thu gom được một ít về. Còn đây đã thái rồi, còn đây là vẫn còn nguyên cây. Nếu các bác mua nguyên cây thì Đông cũng sẽ gửi nguyên cây. Còn tiếp đây là mật ong ngâm hoa đã đủ, một lọ này là 1 lít các bác ạ. Tiếp đây là một ong rừng, đây là một ong rừng. Tiếp đây là măng dối, đây là một túi măng dối, đây là 1 cân. Tiếp đây là măng mầm, đây là cũng 1 cân các bác ạ. Tiếp đây là ông có bán thêm cà gai leo, có công dụng là điều trị viêm gan B, vàng da, vàng mắt, kém ăn, mệt mỏi, ngăn chặn sơ gan, giải độc gan, hạ men gan, điều trị ung thư gan, gan nhiễm mỡ, lợi tiểu, chữa phù thủng. Cách dùng là đun 100g rửa sạch cho vào ấm đun sôi 10 đến 15 phút uống hàng ngày. Tiếp đây là giảo cổ lam các bác ạ. Đây anh ông vừa mua được một ít về chưa kịp thái. Đây, đây chỗ này là chỉ có 3 cân thôi. 3 cân là 2 túi to đùng như này. Đây, đây vẫn còn nguyên cây. Nếu mà các bác có nhu cầu mua cả cây như này thì cháu nông sẽ gửi cả cây, cả dây như này để cho các bác về tự thái. Thì cái loại này là loại 7 lá chuẩn 100%. Tiếp đây là thiệt canh, hỗ trợ là điều trị tiểu đường. Tiếp đây là hoa đu đủ các bác ạ, đây là hoa đu đủ, một túi này là 5 lạng. 5 lạng được một túi rất là to. Đây anh ông cũng vừa thu gom về đây một túi này các bác. Một túi đây. Thành cả túi này chưa đóng bao. Vừa thu gom ở dân về đây. Rất là khô. Rất thơm các bác ạ. Đây, cây cổ máu có tác dụng là bổ máu sau sinh. Tất cả các mặt hàng anh ông bán là không có chất bảo quản các bác ạ. Với các mặt hàng cháu anh ông vừa giới thiệu với các bác thì cũng rất là mong là các bác ủng hộ kênh để kênh có kinh phí để đi lên xóm lên bản để giúp các hoàn cảnh nghèo ở vùng cao. Cháu anh ông xin cảm ơn các cô các bác đã ủng hộ gian hàng nhỏ bé của anh ông. Xin mời quý cô bác tiếp tục theo dõi video. Lo chêu. Ôi rồi mang cả rau sang cho à? Đấy, rau nhà mình thì không chăm. Nếu mà trước đây Sùng không đi về thì rau cũng đã lớn rồi. Gà ăn hết rồi, tôi cay nó tà luôn. Chú rau nè. Đấy thì em thì cũng hôm qua nhỉ, hôm qua em gọi anh nhỉ. Vâng. Đấy gọi anh sang đây để
nói chuyện xong là trả cái số tiền cho anh, trao cái số tiền cho anh để anh mang đi trả cho họ. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng nói như này nhé, hôm nay đây là bí thư chi bộ ở thôn này. À. Đấy, ở cái thôn hiện tại cái đang ở đây nhé. À. Đấy thì mời hôm nay mời lên đây để chứng kiến, để em trao tiền cho anh và chị. Vâng. Để cái tiền mà tiền chồng cũ của Sùng ấy. Là bây giờ là em trả cái số tiền này hết là sau này làm cái gì là không liên quan đâu đúng không? Đúng rồi. Không mất tiền nào đi lấy vợ nữa đúng không? Ừ. Tá hôn mà. Tá mà. Chị Hải chị thế không? Chị Hải á. Ồ. Chị Hải. Thế thì chăm xong tiền là đến đủ tuổi thì mình sang bên mình thì mình các khẩu cho. Thì cũng xin báo cáo với lại các bác là hiện tại là trả cái 19 triệu này là sẽ hết, không bố mẹ vợ là không đòi một cái khoản gì khác nữa các bác ạ. Đấy, cái kẻ sau này đủ tuổi cưới rồi thì bố mẹ vợ sẽ không đòi cái một khoản nào khác nữa, đúng không anh? Đúng rồi. Giờ chị đó? Đúng rồi. Chị đó, chị thế đó? Chị đó này. Ồ. Đấy thì là hết, không đòi một cái gì. Thì sau này nếu mà có tổ chức cưới thì sẽ tổ chức đám cưới, với lại bố mẹ vợ của cái thì không có quyền để đòi tiền thêm nữa, đúng không? Đúng. Thì tá hú có cho chọn mà. Tá có cho chọn chứ. Xin mời anh chị. Bây giờ thì em cũng nói với anh như này là hiện tại nhé, bây giờ là cũng mong muốn là các cháu cùng nhau vươn lên để hạnh phúc thôi. Thì mình nói để gọi là dự phòng thôi. Là nếu mà sau này, giả dụ nhé, sau này mà nếu mà cái mà bỏ Sùng thì cái sẽ mất 19 triệu này. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Nếu Sùng mà bỏ cái thì Sùng phải đền cho cái 19 triệu nhé. Vâng, vâng. Đúng không? Đúng. Đấy, thì cũng xin nói rõ với anh như thế. Vâng. Để cho cả Sùng, cả mẹ Sùng nữa và cái nữa cùng nghe. Nhìn đi mốt cho trò mà thảo từ mà nay chỉ cùng nhau tò mà ý là tổ cây chỉ do mà tổ cây búng cỏ cho trò có chỉ do mà có búng cỏ cho trò tao chứ tao có được không hả? Tao có chỉ do ba cái mà có thể ba cái cậu chưa chọn chơi ba cái giờ ba cái chỉ do có mà ba cái cậu chưa chọn chơi mà tả lệ do chưa không tả lệ. Đấy, cũng phải nói rõ như thế. Bí thư chi bộ thì cũng nghe được tiếng Mông các bác ạ, cũng nghe được tiếng Mông nên là cũng không phải dịch lại. Như thì cả Sùng nữa và bố mẹ Sùng cũng đã nói là nếu mà Sùng mà bỏ cái thì Sùng lại phải trả lại 19 triệu cho cái. Mà nếu mà cái bỏ Sùng thì cái sẽ mất 19 triệu. Đấy, cũng phải nói rõ như vậy. Đấy, nhìn đi mà có chỉ do mà có búng cỏ cho trò mà có chỉ mò có à chỉ mò do con nè là luôn. Tao chứ tao. Đấy. Nên là bên làm bí thư hộ làm cái biên bản một tí đi nhỉ. Đấy, như nội dung vừa nãy đang trao đổi đấy. Cái biên bản này sẽ không đọc lên trên kênh, bởi vì là đọc lên trên kênh thì nó sẽ bị ảnh hưởng kênh cũng như ảnh hưởng đến cái khác, nên là sẽ không đọc. Với lại cũng đã quay phim và cái thước phim này anh ông cũng sẽ vừa công chiếu lên ở trên YouTube và vừa lưu ở trong máy. Sợ là kênh bị sập thì sẽ không có cái gì để làm chứng cứ, nên là cũng sẽ anh ông sẽ lưu cả cái thước phim này ở trên máy tính và đăng lên trên YouTube nữa. Còn cái biên bản thì là sẽ ghi để giữ thôi, viết để giữ, để hai bên cùng giữ. Và thứ nhất là bí thư giữ nữa, giữ để sau này mà có cái gì thì là có có lãnh đạo thôn. Trả 19
triệu là 19 triệu cho bố vợ nhá. Bố vợ. Bố vợ của cái nhá. Bố vợ của cái tên là gì? Thì cũng thật sự là bởi vì là các bác cũng biết là hai cháu cũng đã đến với nhau thì có lẽ là cũng cái duyên là nợ với nhau rồi, cái nợ sùng nợ cái nên là giờ này mới đến ngày hôm nay kéo nhau đến ở với nhau. Hào nọ thò. Mong là bác thông cảm. Hào nọ thò. Hào. Hào nọ thò. Đúng rồi. Đấy, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, thằng Can là bên Ngào Lông, bên Lũng Hồ là Nậm Luông, ở xã Lũng Hồ. Nậm Luông, xã Lũng Hồ. Thôn Nậm Luông, xã Lũng Hồ. Nhìn đi có nhẹ nùng tờ tứ. Hả? Hả? Cái? Tao có hai có một bảy nhó này. Mũ mà. Mũ xe tụt tới lào pa chỉ chí pa. Hả? Mũ mà mũ xe tới lào pa chỉ chí pa. Hả? Chén thì làm vỡ hết một cái này thì uống nước kiểu gì? Hả? Lấy ba đây. Hả? Mua giơ đi lò. Cho dùng dùng. Đi lấy bát về đi. Cho dùng dùng á. Chính chỉ mua cho mà hào chị tàu á. Cho đi cun cho. Đấy, chén thì làm vỡ hết nên là uống bằng bát thôi. Uống bằng bát mới no nhanh nhỉ. Chờ bí thư viết biên bản xong rồi mới trao nhé, ký rồi mới trao nhé. Hiện tại bây giờ là cái đã cho 19 triệu rồi, là còn gọi là còn đòi cái gì nữa không? Không đòi gì, không có gì đâu. Mang về để dưới nhé. Mới để dưới, lưu đấy mà. Đấy, bây giờ là lục ký nhé. Bây giờ là cái này. Vợ cái ký này. Bố mẹ vợ cái này. Cùng ký. Đã nhận đủ số tiền.
Cái bên bản này thì sẽ cho bí thư chi bộ giữ để sau này nếu mà có gì xảy ra thì bí thư chi bộ cũng phải đứng lên để cùng tham gia hòa giải. Đấy. Còn hình ảnh thì cũng đã được ghi. Chú là đại diện cho bên cái phải không? Là ký phải không? Ký đúng rồi, đại diện đi. Cái xong là bố vợ là đại diện, à đây là em à? Đây. Em. À bố vợ cũng phải ký. Đúng rồi, cả bố vợ ký này, mẹ vợ à, ký này, cái là, đây là em trai à? Ừ. Là làm là đại diện nhá. À, em trai. À. Nhờ là phải ở với nhau, phải cùng nhau mà làm ăn nhá, cái với Sùng nhá. Ô tôi Sùng á, tôi nên tôi Sùng cái chồng cũng Sùng, vợ cũng Sùng. Với nhau phải giúp nhau mà làm ăn đó, chỉ chim là kỳ mà chỉ muốn nó như ni lơ thế chỉ pa là lỗ pa cho nhẹ mùi cho con này là tà là lỗ chỉ mua lỗ nhẹ nó gai mà mùi xò lỗ vào bố cái mùi nó đần đau mà open lúc mà mua gai mua dây mua mì chính nó. Chia mù mà. Đấy, từ giờ trở đi là phải ở với nhau, xong là khi nào mà đủ tuổi thì đi đăng ký kết hôn. Đấy, bây giờ cái đứa này còn chưa có giấy khai sinh này, có chưa? Có rồi. Có giấy khai sinh rồi gì? Có rồi. À, có giấy khai sinh mang họ mẹ à? Ừ. Thảo theo Thảo mẹ à? Theo mẹ, tên theo mẹ. Ừ, thế là con bé này là mang tên của họ mẹ. Nếu hiện tại là có lớn một tí thì cho đi nhà trẻ là cũng ok rồi, là cũng đã có giấy khai sinh. Giấy khai sinh đi làm lúng hồ đúng không? Phải. Được bao nhiêu tháng đi làm rồi? Nhiều từ anh tên gì? 2 tháng họ, rồi. Họ Hào hay Thảo? Hào. Thảo. Thảo. Hào. 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 Thảo. Hào. Để đứa em trai mình nói không xói thì chờ Hào Thảo chứ. Không phải Thảo, phải Học. Hào á? Ờ Học, anh em mà. Bảo Hào á. Hầu. Hầu hầu. Hầu. Hầu hầu mi hầu mi nhu. Hầu chứ có phải là hầu đâu, hầu. Ao ao hầu hầu hầu. Hầu gì? Ừ, hầu. Hầu. Hầu mi nhu nhu. Ê con của chú dịch lại. Hầu ơi, phải hầu. Hầu. Tiếng Mông nói toàn thế nè. Ký đi anh. Cái biên bản thì cũng đã xong rồi. Nãy thì cũng đã đọc lúc quay thì anh ông cũng đã nói ban đầu, anh ông cũng nói là phim thì sẽ không quay. Còn viết xong thì không quay, xong là cũng đã thông qua để cho bố mẹ vợ cái cùng nghe rồi, tất cả cùng nghe rồi. Đúng rồi, thò. Nó thò là? Nó thò, chữ thò. Viết viết chữ chứ nhỉ? Cho đại diện là viết vào dưới đây luôn nhá. Cho em kia viết đi. Cho viết vào đi. Tụi con nè. Đây không, à? Không cho. À, có. Đứa nhu. 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 Viết, viết nhu. Viết chữ không? Thì có sáu này. Đấy, bây giờ sáu hồng không? Sáu nhiều sao? Biết nhu. Làm con bò đấy.
Đấy, từ từ chỉ do mà từ từ thẻ đó. Đi lấy cái này là lấy đi cho vợ ký đi. Vợ này là mẹ vợ nhá. Mùi do lúc cảnh lặng. Không biết ký. Mọi người điện chỉ đâu. Po ký chỉ po. Điện chỉ. Mùi do lúc cảnh lặng. Thế mà. Có gái luôn. Lúc cảnh nè. Mùa hát lúc cảnh ở đâu đó. Lô, sao có lúc ta thấy sao? Lúc cảnh ở tâm à? Sao ta thấy xe lô lô ở nhà cháu hát lô nè? Càng cái nữa, không biết mấy được còn. Này ở tù mùa lọ. Cái tầm bác hắn là cá còn nào à? Mùa là nét chút, thẻ nghề lô. Nhưng mà thẻ nghề lô. Cho chung rồi. Chú hướng cầm ra là em hút các thẻ nghề cháu xìm. Ôi giời, đúng rồi. Mang ở đây. Gà lún lún. Gà có lún tao tè lọ. Đấy, đúng rồi. Ký, cầm cho sung nà. Ê. Tuấn nè. Ờ, tuấn nè. Đúng rồi. Tuấn nè, tuấn nè. Lấy cái ấm là để làm mực đi, để ký đi. Đây. Cần nế cho nó, cần nế cho ký ở đây. Nó nế cho nó. Ô đu tạo. Cái. Alo, có chịu không ạ? Cái ơi đi. Mày thích lấy vợ không? Không ký. Ô đồ đu. Tao là tao. Muốn không ký thì đừng có lấy vợ. Rồi. Sung. Đấy. Ô, mình cũng được ký à? Xong chưa? Hết chưa nhỉ? Cháu ký, xong thì cháu đây nhận ra bên. Đấy, cái này giữ hộ nhé. Cũng xin nói các bác là bởi vì là bí thư chi bộ lên đây thì cũng xa nên là sẽ hỗ trợ bí thư chi bộ một ít tiền xăng để bí thư chi bộ đi về các bác ạ. Đấy, thì còn cái tiền 19 triệu sẽ trao cho bố mẹ vợ cái cho xong. Đếm lại nhá. Này anh ngồi đấy, lùi đấy. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cào chua. Đếm lại đi, không tí đi lại bảo thiếu. Còn đếm nữa không? Đếm để cho chuẩn. Đếm to vào. Đếm to vào để các bác cùng biết. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Cái ngồi kia chứ. 5 6 7 8 9 đúng rồi. Được rồi. Đủ chưa? Được rồi. Rồi nhá. Bắt tay cái nhá. Tạm nhá. Rồi, ok. Chào anh nhá. Thì bây giờ là anh và em sẽ bảo hai vợ chồng cùng nhau bảo để hai vợ chồng làm ăn. Đấy. Chủ yếu là anh thôi, anh là con của anh về ở đây thì anh phải bảo hai vợ chồng chịu khó làm ăn nhá. Đấy, để cho hai vợ chồng còn cố gắng làm ăn, cố gắng chăn dê, chăn bò.
Còn đi làm thuê thì trước mắt là chưa đi làm được thì cứ chăn dê chăn bò đi. Sang năm là dê lớn thì có thể là bán một con đi để đi mua thóc về để ăn. Đúng không? Đấy, em nói em đi mua cái kia là mất 3 triệu 6 thì hai vợ chồng thoải mái ăn cả năm rồi. Đấy. Thì sang năm dê lớn thì sẽ bán đi một con. Bán đi một con là sẽ đi mua gạo. Nhưng mà với điều kiện là bán cái gì phải hỏi em. Vâng. Nhá. Mò chim hải ô. Chị tò mò clip lại ô. Thế thì ở đây là phải bốn vợ. Hôm nay thì mình phải ra vào nhận cái tiền này đi cho trả cho chồng cố. Vâng. Đấy. Và không phải là mình lấy cho mình, lấy cho dạ cho họ. Thế thì cảm ơn em với cả bác. Vâng, vâng. Cũng các bác ạ, chỗ bố mẹ vợ của cái thì cũng nói là bố vợ của cái thì cũng nói là đây là không phải lấy về để cho bố mẹ dùng, là cái tiền này là cũng trước đây Sùng đi lấy chồng thì cũng đã nhận tiền của sinh lễ của người ta đến để tổ chức cưới, thì cũng Sùng thì cũng đã cưới rồi, thì sau khi là sau đó là hai vợ chồng cũng ở với nhau được thì cũng đã chia tay nhau, thì hiện tại thì cái đi lấy Sùng về thì phải Sùng là phải trả cái số tiền cho chồng cũ. Như trước đây là nghe nói là ba mấy triệu, nhưng mà trừ cái gì không biết, trừ đi trừ về là còn 19 triệu nữa. Đấy. Cũng như bây giờ là tất cả hiện tại là em quay phim thì em sẽ cho lên ở trên kênh YouTube của em, thì rất là nhiều người nhìn, rất là nhiều người xem mình, cái việc mình làm. Đấy, sau này mà nếu mà con gái của anh mà bỏ cái đi thì cái có quyền phải đi đòi lại 19 triệu này. Rồi, nếu mà cái bỏ thì cái sẽ mất trắng 19 triệu này. Đấy, nên là hai anh em mình với lại em thì gọi là làm cái cầu nối để giúp cái thôi, chứ còn em không phải là bố của cái cả. Đấy, thậm chí là anh em của cái còn không giúp bằng em đâu. Kể cả bố của cái còn sống làm sao mà giúp được cái như ngày hôm nay. Đấy, cái thì là rồi như rồi đấy, anh thằng anh của nó với cái đi nói chuyện với anh, hứa hẹn với anh bà trả tiền, nhưng mà sao có trả được đâu, đúng không? Đúng rồi. Nhẹ bò ấy. Đấy, đi hứa hẹn với anh và về cho về xong là khắc đi cho lên ở trên kia để bán bò trả, có 1.000 còn không cho, nó cái bán con xe nát kia còn về đòi tiền. Mua từ trên chảo nó xe ga lò họ ni mù cha mù ni o lẻ ni mù gì po lo cho cá tôi hãy nhẹ mù nè ba gì đó ba thì lo trời trời ba là có hề một giải phu rồi. Rồi đây thì cũng một lần nữa xin thay mặt hai vợ chồng cái xin gửi lời cảm ơn đến cô Kim Ngân và cô Hồng Anh rất là nhiều, cũng đã thương cái như con của mình, cũng đã gửi tiền để ủng hộ cái đi lấy vợ nữa, thì cháu Nung xin cảm ơn nhiều. Cháu Nung xin chúc hai cô có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn yêu thương cái. Cháu Nung xin cảm ơn. Cái thức phim này xin được khép ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác các cái thức phim tiếp theo.